Hi, Sam Channel xin chào tất cả các anh em. Ngày hôm nay mình xin review một sản phẩm loa công nghệ cho anh em cùng tham khảo. Đó là một sản phẩm loa Bluetooth có thể mang đi được, hàng xách tay ạ. Mà thương hiệu Insma, mã của nó là S800. Con này công suất là 80W anh em nhé. Nói chung là cái chủ đề về loa nghe nhạc này thì rất nhiều anh em, chị em quan tâm, bởi vì nó là cái sản phẩm không thể thiếu được trong cái thời buổi hiện nay. Vì anh em rất hay nghe nhạc, kể cả bolero cho tới nhạc sàn các thứ. Kết nối rất tiện lợi với tất cả các thiết bị di động bây giờ. Ok. Và cái giá của em này là nó rơi vào khoảng 1 triệu, 2 triệu nha anh em nhé. Anh em nếu mà mua thì sẽ có link ở dưới phần mô tả video, thì nó có voucher giảm giá, thì anh em có thể vào cái mã giảm giá đấy để giảm giá nhé. Giá nó còn 1,6 triệu với một em này thì là rất là ok đấy anh em ạ. Ok, thôi không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đi vào sản phẩm. Đây là một thương hiệu của Trung Quốc anh em nhé. Với ngày trước thì là nó đã có cái loa Isma S600 rồi, nó là công suất 60W, thì nay là cái S800 là công suất là 80W anh em nhé. Ngoài ra con này nó còn có chức năng là power bank, là đó là pin dự phòng. Ok anh em nhé, đây là ngoại hình của em nó này, cái hộp này nó khá nặng đấy. Đây là ngoại hình của chiếc loa, thì nó đang hiển thị về mặt chính của hộp sản phẩm đó, rất đẹp và rất cổ điển, có gì đó rất cổ điển. Ok, nó cũng ghi là S800 Bluetooth speaker. Đây nó có các chức năng chính của nó, ví dụ như là chức năng IPX5 chống nước bắn vào nhá, chứ không là ngâm nước anh em nhá. Pin chơi nhạc có thể lên đến 12 giờ, công nghệ Equalizer, rồi công suất 80W, deep bass, bass sâu ấy, bass trầm sâu ấy, power bank là sạc. À đây, cái công nghệ này quên, không phải Equalizer đây nhá. Còn đây là công nghệ là kết nối nhiều thiết bị Bluetooth, có nghĩa phát mấy loa cùng một lúc ấy. Đấy, nó công nghệ đấy. Còn đây Equalizer là có nghĩa là tăng cái độ bass sâu của nó, cái độ sâu tùy theo từng bài nhạc hoặc là tùy sở thích của người nghe đấy. Đó. Hoặc là cái sound item này thì không biết là cái gì này, có thể là hệ thống âm thanh vòm ấy. Đây mình mở ra, nó đóng hộp kiểu này. Bên trong là cái hộp cứng. Đây. Cái này là sách hướng dẫn nha anh em nhé, đủ các ngôn ngữ nhưng hoàn toàn không có tiếng Việt. Sản phẩm này nó sẽ không bán cho thị trường Việt Nam, là anh em muốn mua là mình phải đặt, chứ nó không có phân phối chính hãng ở Việt Nam. Hàng này là hàng ORIM anh em nhé. Con này nó giống với, nói chung là hàng này là hàng rất chất lượng, và hàng ORIM có nhiều công ty cùng đặt cái mẫu này của một đơn vị sản xuất, và họ mang theo thương hiệu riêng của từng bên phân phối vậy thôi. Con này nó là hàng Insma, đặt thì nó đặt tại Insma. Còn có hàng là hệ X-Dobo, X8 Plus, nó cũng như thế này luôn. Đó, nó thì nó lại ghi là thương hiệu của X-Dobo. Đó. Nó cũng giống như kiểu là chiếc loa Blitzworm S3 đấy, thì nó cũng giống như chiếc Trosmart T6 Plus, nó cũng như nhau cả. Đấy, và giá nó cũng xem nhau, và công suất nó cũng như vậy. Thế nên anh em tùy anh em cái bên nào mẫu mã đẹp hoặc là bảo hành tốt thì anh em chọn nhé, chứ không cứ. Ok, trong hộp nó không có gì cả ngoài hai sợi dây, một dây nguồn USB A, một chân A và một chân USB C. Còn đây là AUX hai đầu 3.5. Ok, vắt sang bên nhé. Cái này mình chạm vào cái trục ở cái tripod nên nó hơi rung tí này anh em thông cảm. Đây hai cái mút chống sốc. Đây chính là sản phẩm của em nói nhé. Khá nhỏ gọn và trọng lượng rất nặng anh em ạ. Bởi vì sao, nó có ở trong, bên trong nó sẽ là có một chiếc loa bass siêu trầm công suất 40W. Đấy, và hai cái loa vệ tinh hai bên toàn giải. Nó là mỗi cái công suất 20W là 40 là 80. Đó. Và đây bên trong nó là pin dung lượng là 10.400 mAh. Bên trong nó là 4 cell pin 18650, công suất là 2580. Đúng không? Là một viên, tổng là 10.400 mAh, chơi nhạc lên đến 12 giờ với ở công suất khoảng là 40%. Còn nếu mà chúng ta mà nghe maximum công suất thì nó chỉ rơi vào khoảng 4 tiếng đến 5 tiếng thôi, không 4 tiếng thôi các bạn ạ.
Đó, một sự thời lượng pin khá dài đấy. Đấy là pin mới nhá, còn nó sẽ bị chai pin theo thời gian thì nó sẽ không được như thế đâu anh em nhé. Đây, ngoại hình của anh em nó bên hai bên nắp này là hai lớp cao su và đây là một lớp nỉ ê căng rất là đẹp, nhìn nó rất là cổ điển giống như kiểu dòng loa Bose hoặc là Harman Kardon ấy. Đấy, nó tương tự như kiểu đấy, nó rất là cổ điển. Bên trên thì nó chỉ có mấy cái nút function, nút chức năng này thôi. Đấy, nguồn này rồi kết nối nhiều thiết bị loa cùng với nhau này, equalizer này, mode là chế độ chơi nhạc này, tăng giảm và nick bài và dừng chơi, vậy thôi, chỉ có vậy thôi. Đấy. Bên dưới này thì cái lớp cao su cái chân này khá chắc, để trên mặt bàn khá vững nha anh em nhé. Ở mặt sau của nó thì cũng chỉ có một số cổng kết nối cơ bản, đó là jack tai nghe 3.5, jack AUX ấy, cổng USB-A để cho chúng ta sạc cho các thiết bị đầu ra nhé, để biến cái này thành pin dự phòng ấy. Còn C, USB-C là đầu vào. Còn cái jack thẻ nhớ TF. Vậy thôi, để chúng ta có thể khe cắm thẻ nhớ TF để chúng ta có thể chơi nhạc ngoài khi mà không cần thiết bị nào kết nối. Vậy thôi, con này thì nghe nhạc mình thấy cực hay luôn anh em ạ. Cực hay trong cái phân khúc giá tầm giá tiền. Nó so với nó với con Blitzwurl AS3 thì mình thấy là mỗi con nó có một cái nhạc hay riêng với nhau. Con này thì loa bass sâu hơn, trầm hơn, rung hơn. Nhưng mà căn này thì lại không có loa. Ví dụ con AS3 nó có 4 loa vệ tinh, con này chỉ có 2 loa thôi. Con kia là loa 4 loa 4 phương 8 hướng, nó và màn cộng hưởng cũng vậy. Nó làm cho mình có âm thanh vòm 360 độ, mình để nghe các hướng đều. Con này khác, nó quay hai cái loa vệ tinh ra đây, loa bass ở đây, đằng sau nó có màn cộng hưởng. Build con này khá chắc chắn và khá ngon nhé. Em mình nó đã mở ra rồi thì mình không mở nữa. Con này ấy, cái build nó sản xuất cực kỳ ngon và nó chống nước IPX5. Nên kể cả mình tháo lớp cao su là cái lớp nhựa ở trong cực ngon. Hai loa vệ tinh và củ bass siêu trầm cực ngon luôn. Đấy, không phải mình khen quá đâu, nhưng mà rõ ràng so với cái sản phẩm Trung Quốc mà mình tháo ra mà mình thấy nó làm quá là đẹp luôn đấy. Nó quá là ok thì vì sao như vậy, mình đánh giá cao ở chỗ đấy. Còn nghe nhạc ấy thì là mình loa cái này thì mình nếu mà nghe bolero thì mình sẽ chọn cái loa AS3 Blitzwurl AS3, còn nếu mà nghe nhạc bass, nhạc drop thì mình chọn con này. Đó. Nhưng mà mang đi thì con này sẽ tiện hơn. Đó, mang đi đâu đó con này sẽ tiện hơn. Con này có chống nước, ví dụ như có mưa phùn hoặc mình đi picnic cắm trại các thứ thì mưa nước nhất là những buổi liên hoan sinh nhật ngoài trời đấy, nó bắn nước vào các thứ thì con này rất là ok nhá. Đó là cái thứ nhất. Cái hai, con này dễ di chuyển hơn, dễ mang hơn. Thứ ba là con này có thể sạc dự phòng, làm sạc dự phòng rất tiện luôn đó. Con này phù hợp với những bản nhạc quẩy các thứ rất là sung sướng, rất là hay. Nhưng mà bù lại kiểu dáng con này thì nếu bạn nào mà thích cổ điển ấy, thì con này sẽ là hợp lý đấy. Con này nhìn nó như kiểu viên gạch ấy. Còn con loa AS3 thì nó thiên hướng giống như kiểu dòng Harman Kardon Aura đấy. Nó có cái vòm nhựa ấy, nó vào hình tròn đấy, nó giống như kiểu con HomePod của Google ấy, nhìn rất là đẹp, rất là chắc chắn, bày biện các thứ để trong nhà trưng bày cho bạn làm việc các thứ, con đấy cũng đẹp hơn, nghe nhạc con đấy hơn và giá con đấy cũng cao hơn con này nhá anh em nhá. Con đấy thì các bạn mua voucher thì nó còn khoảng 1,9 triệu, còn con này voucher khoảng 1,6 triệu sinh ra 300.000 thì đó là cái mà để cho anh em cân nhắc và sử dụng cái mục đích của mình. Còn bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử để cái bát siêu trầm của nó nhá. Thực ra là mình giới thiệu thì nó công nghệ thì nó thông tin nó có hết rồi, có cái chính là anh em đây là trải nghiệm thôi. À mình nói qua nhá, cái dây AUX này của nó khá lởm nhá anh em nhá, cực nhỏ cực mềm luôn. Thì mình nghĩ là cái này nó dẫn truyền tín hiệu kém này. Mình cảm giác như khi mình cắm chân AUX vào máy tính này hoặc là thiết bị khác ấy, nghe nó nhỏ hơn để kết nối Bluetooth với các thiết bị khác nhé. Mình cảm giác là kết nối có dây này nó chậm hơn, nó nhỏ hơn so với cái kết nối không dây nhé. Nếu mà anh em mà có cái dây AUX ngon ấy, hai đầu 3.5 ngon này thì mình nghĩ là âm thanh nó sẽ khác đấy. Ok, để mình mở nguồn. Đấy, âm thanh mở nguồn nó cũng khá là đơn giản chứ nó không có hầm hố như con Bluetooth kia. Tí nhé các bạn, nghe nó rung, nó đập rung cả cái này lên cơ. Thử để mình zoom lại cho anh em xem. Đây nhá. À,
kết nối vào mình phải cắm lại kìa. Mình phải nói là rất là hay, nhưng mà con này mà nếu mà nghe Bolero thì nó không thể chất lượng được bằng con S3 đâu anh em ạ. Đó, nhưng mà rõ ràng với những cái thiết bị di động mà bỏ ra 1,6 triệu thì có thể là nó cũng không phải là đắt nhá, cũng phải là rẻ đấy, nhưng mà rõ ràng những cái mình bỏ ra 1,6 triệu để mình được những cái gì thì mình rõ ràng con này nó mang lại cho mình, phải nói là không phải quá xuất sắc hoặc là quá hài lòng, nhưng mà rõ ràng là hài lòng đó. Để bởi vì mỗi anh em có một lựa chọn khác nhau, hoặc các anh em nghe nhiều dòng loa cũng tương tự công suất như thế này, hoặc là chất lượng build có thể là như thế này hoặc ngon hơn, nhưng mà đó tùy ở mỗi anh em thôi. Nhưng mà với cá nhân mình nhé, mình đánh giá ở góc độ cá nhân mình nhé, thì con này là gọi là ok đấy, mình sẽ sẵn sàng mình mua đấy. Còn mình chỉ không thích con này là cái kiểu dáng trưng bày nó hơi thô hơi xấu thôi, chứ còn chất lượng âm thanh thì mình thấy khá hài lòng, bởi mình thích loa nghe lớn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bass nó sâu, nó deep. Đó. Ok, nếu anh em có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình nhá, cứ mạnh dạn comment. Còn anh em nếu là thấy cái clip của mình hay thì hãy like, share và subscribe kênh của mình để có thể xem được những cái clip mình ra mới nhất. Và sắp tới mình sẽ có nhiều cái loa nữa để đánh giá cho anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.